Ok, xin mời em giới thiệu về bản thân của mình. Nói chung là nếu là anh thì anh cũng sẽ run sợ trước các vị ban giám khảo ở đây, rồi lại còn có cả chị Trang Lê nữa. Nếu bản thân của anh đứng đó thì anh sẽ rất là run. Nhưng bây giờ mình cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh hít thở chút xíu này. Rồi, anh thấy em chia sẻ về rất nhiều chuyện, ví dụ như biết bóng chuyền, biết cầu lông, biết điền kinh, và hiện tại gần đây em đang học về côn nhị khúc nữa. Anh cần cái sự mạnh mẽ tự tin đó từ em. Em có mang theo tôn vị theo không? Dạ rồi, em cũng như chưa nên em không có chuẩn bị ạ. Ồ, tiếc quá ha, nếu mà có mang theo thì chị rất là muốn xem ấy. Em cũng muốn được thể hiện một con nhịn lúc trước ban giám khảo ạ. Nếu như mà mình không có cái côn mà mình làm cái động tác thì có được không? Dạ, sẽ hơi khó tưởng tượng là... Em học lâu chưa? Em học lâu chưa? Đây là em cũng tự mày mò, tự học ạ. Em ơi, mày mò câu nhị khúc mà từ mày mò đến biểu diễn ở trước đám đông là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ đấy. Mà hiện tại bây giờ chúng ta đang đi thi hoa hậu. Nhưng mà mày đang không có cái cô ở đây đâu thì mày có thể làm. Ta có thể làm một động tác tay được không? Nào, anh nghĩ là mình đảm bảo được an toàn rồi đó. Anh nghĩ là em có thể làm như thế này cho anh để em hết cái sự run sợ. Em vào một cái thế thủ võ, xong sau đó em hét lên yeah, để em hết cái sự run sợ của mình đi. Rồi, thử đi, thử đi. Hoặc là bây giờ em tưởng tượng cái mic trên tay em đang cầm là cái phone đó.
em tưởng tượng là như thế đi chẳng hạn đúng không? Tại vì thật ra cầm cái phone nó cũng y chang vậy à? Nó chỉ có cái mỗi cái đầu kia nó có thêm cái dây xích không? Khác hơi nhiều. Thật ra chị đang muốn, thật sự là chị cũng rất là tò mò về một người con gái mà có một cái khả năng chị là đặc biệt, khá là đặc biệt á, thì em có thể làm cái điều đó không? Em nghĩ đây là buồn. Ok. Ok, nào. Mời em. Cụ thể nào? Thế này là em đang khởi động hay là em đang biểu diễn? Đang múa, nếu mà có cung cơ thì thò. Tại vì ra là chị không thấy hay là múa cơ mà cái tay chẳng có bên như này á. Nên là chị muốn em đang tưởng tượng thật đó là cái cô của mình và em vào một cái dáng thủ võ. Thực sự em có thể sẵn sàng cởi giày ra để em thể hiện cái điều đấy. Em, anh thấy ở trong phim á, họ múa côn nó bắt đầu họ vuốt cái tay lên côn lên như này luôn đúng không? Hay là họ cầm từ cái côn này, họ vuốt cái tay côn này lên, đúng, rồi, đúng, rồi. Đúng không? Sau đó họ, yeah! Em đừng có ngại là bây giờ em mặc cái bộ đầm này hay là đi giày cao gót. Cái này là đang là cái phòng thi mà em thể hiện được cái cá tính con người của em. Đó, và lúc đó có rất là nhiều bạn sẵn sàng cởi bỏ đôi giày cao gót ra để mà làm những cái mà các bạn ấy có thể làm. Mặc dù là các bạn ấy không có giỏi, nhưng mà các bạn ấy dám thể hiện những cái điều đó thì đấy nó sẽ là một cái điểm cộng cho bản thân của em. Thế nên thì chỉ đưa con điểm tay thôi nên em có thể không phải xài mấy cái gì vậy là động tác văng cô này. Khá là chắc Ok, nếu bây giờ mà có một phút năng đó. Khiếu nhảy múa hay em thể hiện một phút đó bằng năng khiếu nhảy múa của em cái gì đó làm cho em thoát ra khỏi cái sự rụt rè bây giờ của em được không? Vâng. Nhảy múa, ok. Mời em nhảy múa. Em sẽ múa. Bài gì em? Em chỉ cần nhảy nhẹ thôi, không cần bài gì đâu, bởi vì em cũng không cần lời bài hát này. Rồi. Thế nhớ chị Trang mà muốn nhạc sôi động thì sao nhỉ? Thế là nhảy, không phải múa nữa. Thế à? Hay thử cái nhạc gì mạnh hơn đi. Đúng, thử thách mà. Trang nó thích vậy á. Nó là như thế này, chị đang không biết là có phải là do cái bộ đồ của em hay không, mà chị đang thấy là tất cả những cái mà em thể hiện nãy giờ nó đang bị giống như kiểu là em đang chút một, em đang bị bó lại sát người ơi, em không thể làm được một cái gì nó bứt phá hơn, nó rõ ràng hơn. Tất cả mọi cái bây giờ em đang chỉ là đáp ứng những cái yêu cầu của ban giám khảo ngồi đây thôi, và nó không phải là những cái mà em đang thể hiện một cách tốt nhất em đang muốn cho ban giám khảo xem. Thì như chị nói vừa rồi là cũng có rất là nhiều bạn, các bạn ý cũng mặc cái bộ đồ rất là bó như em, và các bạn ý cũng mang giày cao gót, nhưng mà các bạn ý sẵn sàng cởi bỏ tất cả những cái đấy ra để mà mình có thể cảm thấy mình thoải mái trong người, mình feel theo điệu nhạc, rồi là mình làm sao để cho tất cả những người ngồi đây người ta cảm nhận được từ em một cái nguồn năng lượng gì đấy. Còn bây giờ chị đang trải nghiệm một cái gì cả? Thật sự bây giờ là em chỉ đang làm những cái việc đấy nó rất là mệt cho em, nhưng mà nó lại không mang lại cái hiệu quả gì hết. Khi mà tôi đọc giới thiệu về bạn á, thì tôi cũng rất là tò mò về bạn. Tôi thấy bạn cũng nào là biết nhảy múa, nào yêu thích Ronaldo, vân vân và vân vân. Bạn có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nhưng mà tất
những gì bạn đứng trước mặt tôi là một cô gái rất là rụt rè. Tôi chưa cảm nhận được hết cái năng lượng của bạn. Không biết là bởi vì bạn chưa thể hiện hết hay là bạn chỉ có như vậy thôi. Kể cả lần cuối cùng thì cũng có thêm một chút. Tôi đang chờ, bắt đầu có vẻ như chuẩn bị bùng nổ thì bạn lại dừng lại. Nên thật ra tôi đang hơi bị hững hụt một chút. Tôi đặt ở đây là dấu hỏi. Và tôi đang không biết là tôi có nên chọn bạn hay không. Dạ em cảm ơn ạ. Thì thực ra là đó cũng chính là điểm yếu của bản thân em, và em mong muốn đến đây để phá vỡ của một bản thân vượt lên chính mình. Bởi vì em nghĩ là kẻ thù lớn nhất của bạn, lớn nhất là chính là bản thân mình. Khi mà mình có thể vượt lên chính bản thân mình thì lúc đó mình đã thành công đối với bản thân mình. Và sau đó thì mình sẽ có mong muốn tiến xa hơn nữa. Mà em không muốn là đến đây em được phá vỡ vào bản thân rồi, có thể thể hiện bản thân mình hơn nữa. Em cảm ơn. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Vân muốn chia sẻ một chút với bạn. Cái yếu điểm lớn nhất của em đó chính là khả năng ăn nói. Em không có làm cho người khác hiểu được những gì em đang suy nghĩ, hoặc là hiểu một cách rất là chấp vá, vì em không truyền đạt được. Thì không biết em sẽ đi đến đâu trong cuộc thi này, nhưng mà những cái về thể thao hay là về nhảy múa, thật ra là qua những cái gì mà em thể hiện á, chị nghĩ là em có điều đó, em có cái nền tảng về điều đó. Với cái phần nhảy vừa rồi thì em cũng feel được nhạc, em cũng cảm được nhạc. Cái yếu điểm của em đó chính là nằm ở cái phần biểu cảm khuôn mặt, làm sao cho mọi người cảm thấy là em tự tin. Nhưng mà như chị nói, cái lớn nhất của em đó chính là cái phần ăn nói. Thì bây giờ về nhà đọc sách nhiều giúp chị, đọc sách nhiều để em có cái vốn từ và em biết cách sắp xếp cái tư duy của mình làm sao cho nó liền mạch hơn. Em đừng đọc bằng mắt mà em hãy đọc ra, giống như là hồi nhỏ mình học đọc một bài rồi đó. Đó, cứ lấy sách và đọc ra cho chị thì em sẽ cải thiện được cái khả năng của mình nhiều hơn. Nhớ chị dặn dò em vậy thôi. Cảm ơn em.